thách anh vẽ được Pháp Y Hà. Anh mà vẽ được, em báo cả trái đất đăng ký cho anh. Ok, nhớ đấy nha. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi series phim ngắn Thám Tử Sherlock Huy thì sẽ không còn xa lạ gì với cái tên Pháp Y Hà, được chị Khánh Hà, là vợ của Ba Huy Idol thủ vai, là một cô gái thông minh, xinh đẹp và gan dạ, một người luôn đồng hành, sát cánh bên cạnh Sherlock Huy và góp công rất lớn triệt phá những vụ án mà Sherlock Huy đảm nhận. Bạn nào là fan của Pháp Y Hà để lại bình luận cho mình biết với nha.